Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Khi các thiên sứ rời những người chăn chiên để về trời, những người này bảo nhau: nào ta sang Bethlehem để xem sự việc đã xảy ra như Chúa đã tỏ cho chúng ta biết. Họ liền hối hả ra đi và gặp bà Maria, ông Giuse cùng với hài nhi đặt nằm trong máng cỏ. Thấy thế họ kể lại điều họ đã được nghe nói về hài nhi này. Tất cả những ai nghe đều ngạc nhiên về những gì các người chăn chiên cho biết. Còn bà Maria thì hằng ghi nhớ tất cả những điều ấy và suy đi nghĩ lại trong lòng. Rồi các người chăn chiên ra về, vừa đi vừa tôn vinh ca tụng Thiên Chúa vì mọi điều họ đã được tai nghe mắt thấy theo như họ đã được loan báo. Đó là lời Chúa. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, biến cố ngôi hai Thiên Chúa nhập thể làm người là một biến cố có những việc xảy ra như trong tin mừng Thánh Luca hôm nay. Chúng ta thấy đó là những người nghèo, những người lao động vất vả, gồng gánh nặng nề với những rủi ro trong nghề nghiệp của mình là những người chăn chiên. Những người này đã được Thiên Chúa báo cho biết trước tiên về việc ngôi hai Thiên Chúa xuống làm người. Thiên thần chỉ loan báo rất đơn sơ là hôm nay là một ngày trọng đại, ngày mà Đấng Cứu Thế giáng sinh, gọi là Đấng Kitô, Đức Chúa. Và chỉ cho biết rằng cái dấu để nhận ra ngôi hai Thiên Chúa làm người là một hài nhi Giêsu được đặt nằm trong máng cỏ. Họ đã nghe lời này và những người lao động vất vả này chả có kiến thức gì. Những người này chả có những cái gì là giỏi giang, học hành bằng cấp, cho nên nghe sao biết vậy, đến nơi thấy như thế. Và họ đã kể lại cho Đức Mẹ Thánh Giuse nghe những gì họ đã được biết. Và họ tôn vinh Thiên Chúa trên đường họ trở về với công việc hàng ngày của mình. Chúng ta được mời gọi, Chúa đã tỏ mình ra cho chúng ta nhờ ánh sáng đức tin dẫn lối đưa đường. Nhờ đức tin chúng ta được biết càng ngày càng nhiều về Đấng Cứu Độ. Và chúng ta ngày hôm nay được mời gọi cũng là những người loan báo tin mừng Chúa đã chia sẻ thân phận làm người với chúng ta, để rồi những anh chị em xung quanh khi họ đến với Chúa thì họ cũng được nghe, được thấy, được biết như là điều chúng ta đã nói. Cái khó trong cuộc sống ngày hôm nay
đó là khi chúng ta trình bày về Thiên Chúa. Nhiều người bạn, nhất là các bạn trẻ hôm nay, chúng ta trình bày Thiên Chúa là một ông quan tòa, trình bày Thiên Chúa là một ông cảnh sát, trình bày Thiên Chúa là một người hay bắt tội, bắt lỗi người ta. Để rồi kết thúc là người ta nói vậy, theo đạo là đi lễ, mà không đi lễ là mắc tội. Bởi vì chính cuộc sống của chúng ta, khi chúng ta đến thờ phượng Chúa, chúng ta quá mệt mỏi. Chúng ta đến gặp gỡ Chúa, chúng ta quá là buồn chán. Chúng ta gặp Chúa chỉ vì luật bắt như vậy, chứ đến đây chả thấy có cái gì. Làm sao bước ra khỏi nhà thờ có thể như các mục đồng năm xưa, vừa đi vừa ca tụng ngợi khen Thiên Chúa vì những gì mình đã nghe và đã thấy. Chúng ta không có một kinh nghiệm đức tin thì làm sao chúng ta có thể chia sẻ với anh chị em được? Làm sao có thể chúng ta mạnh dạn nói với anh chị em rằng Chúa của chúng tôi là tình thương, Ngài đến cứu độ trần gian? Nhưng mà nặng nề lắm, khó khăn lắm, vô phải giữ luật này luật kia, và đôi khi còn trình bày méo mó và ra sự thật nữa. Giáo lý không có, Thánh Kinh không đọc, rồi chúng ta hoang mang lo lắng khi nghe một chuyện gì đó ngoài xã hội ta nói về Chúa, về hội thánh, chúng ta không tin tưởng. Rồi chúng ta lại sống một cách thờ ơ. Ngày lễ Giáng sinh hôm nay như mời gọi chúng ta, Chúa muốn tỏ mình ra cho những anh chị em mà trong lời kinh của năm thánh lòng thương xót Chúa, Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã nhấn mạnh đến là loan báo tin mừng cho người nghèo. Những anh chị em đang vất vả gồng gánh nặng nề, những anh chị em ngày hôm nay đang phải lao động cực khổ, làm sao chúng ta giới thiệu Chúa cho anh chị em đó để họ đến nhận ra Chúa yêu thương họ, nhận ra Chúa muốn mời gọi họ để được ơn cứu độ, để được nâng đỡ hàng ngày trong những công việc, trong những cuộc sống, trong bí tích thánh thể và lời Chúa. Xin Chúa cho mỗi người chúng ta được đón nhận chính Chúa là ánh sáng, để qua đó mỗi người chúng ta có những việc làm thờ phượng là ánh sáng cho anh chị em xung quanh. Amen.